Dortmund vốn được biết đến là vựa tài năng trẻ không chỉ của Bundesliga mà còn trên toàn cõi lục địa già. Trước đây có Nuri Sahin, Mario Götze, Ousmane Dembele, Christian Pulisic, vân vân. Hiện tại có gia đình Sancho, Erling Braut Haaland, Giovanni Reina, Jude Bellingham. Tất cả đều là những tài năng trẻ khiến cả thế giới choáng ngợp. Tuy nhiên, trong số các tài năng trẻ của Dortmund ấy, cậu bé 16 tuổi Youssoufa Moukoko mới được xem là đỉnh của Chop. Vậy thằng nhóc này là ai? Mục tiêu của tôi là trở thành cầu thủ đội 1 của Dortmund, cùng đội vô địch Champions League và giành quả bóng vàng. 3 năm về trước, một thằng nhóc 13 tuổi ở đội trẻ Dortmund đã phát biểu như vậy. Hoặc vì cậu bé quá mộng mơ của cậu hẳn nhiều hơn cả niêu cơm của thạch xanh mới dám huênh hoang như vậy. Hoặc thằng nhóc quá tự tin đến độ hiếu thắng và kiêu ngạo, bởi ngay cả Cristiano Ronaldo, ngôi sao hãnh tiếng nhất lịch sử túc cầu, cũng chưa lộng ngôn cỡ đó ở tuổi 13. Hoặc đơn giản vì cậu là Youssoufa Moukoko. Nếu ai chưa nhớ thì hãy nhớ lấy cái tên này. Tài năng trẻ kiệt xuất nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Mấy chữ tài năng trẻ kiệt xuất nhất không phải lộng ngôn mà có. Nó được đặt ra bởi tài năng trẻ tưởng như kiệt xuất nhất hiện nay, Erling Haaland. Nếu Haaland khiến cả thế giới choáng ngợp với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp thì Moukoko hứa hẹn không hề kém cạnh. Vừa bước sang tuổi 16, tiền đạo gốc Cameroon này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới với 141 bàn thắng sau 88 trận đấu cho các đội trẻ của Dortmund từ năm 2017 đến nay. Tài năng của Moukoko hứa hẹn tới mức mùa hè vừa qua Dortmund đã điền tên tài năng trẻ này vào danh sách tham dự Bundesliga 2020-21, bất chấp phải đợi vài tháng để cậu nhóc này đủ tuổi ra sân. Trước đó, hồi đầu năm, đội chủ sân Signal Iduna Park cũng thuyết phục Liên đoàn bóng đá Đức giảm độ tuổi tối thiểu tham dự Bundesliga từ 17 xuống 16 tuổi. Không chút suy tư hay e dè, Dortmund đã trao cho Moukoko cơ hội ra sân chỉ một ngày sau sinh nhật tuổi 16. Đó là chiến thắng 5-2 trước Hertha Berlin. Dĩ nhiên cậu ta trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân tại Bundesliga. Moukoko là ai? Sinh ra ở Yaoundé, Cameroon, Moukoko lớn lên cùng với ông bà ngoại và tình yêu cuồng nhiệt dành cho môn thể thao vua. Năm lên 10, cậu chuyển đến sống cùng cha, người đã sống nhiều năm tại Đức và gia nhập đội trẻ St. Pauli. Moukoko đến buổi tập đầu tiên với một đôi giày chạy bộ vì cậu ấy chưa hề tiếp xúc với hệ thống đào tạo trẻ chuẩn tắc tại châu Âu và đặc biệt là Đức Quốc. Nhưng kể cả điều đó cũng không ngăn cản được thằng nhóc đến từ Phi Châu ghi bàn. Thằng nhóc này là một tài năng lớn và khả năng ra quyết định với tốc độ cực kỳ ấn tượng. Guido Kretzmeier, huấn luyện viên đội tuyển U20 Đức cho biết: "Tôi tin Youssoufa có trí thông minh bóng đá vượt trội để tìm khoảng trống và thoát khỏi việc bị các hậu vệ già dơ triệt hạ." Trong khi đó, Lucien Favre, huấn luyện viên của Dortmund chia sẻ: "Bạn sẽ không thể biết cậu ta thuận chân nào đâu. Cậu ta thuận chân trái, nhưng cũng thuận chân phải. Cậu ta thực sự rất hiệu quả. Cuộc đời không chỉ có những ngày nắng." Năm ngoái, hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike ký một bản hợp đồng dài hạn với Moukoko trị giá lên tới 9 triệu bảng. Điều hiếm thấy đối với một cầu thủ chưa lên đội 1. Điều đó cho thấy mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu bé từ rất sớm. Vì vậy, cả Dortmund và tập đoàn sản xuất đồ thể thao khổng lồ đều biết phải làm gì để giữ chặt viên ngọc quý. Sau trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia đầu tiên của Youssoufa cho đội tuyển U16 Đức vào năm 2017, tên tuổi của thằng bé nổi như cồn, đến nỗi cùng với Dortmund, chúng tôi quyết định để nó phát triển trọn vẹn cùng câu lạc bộ. Michael Schonvey, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển trẻ quốc gia Đức cho biết: "Thực tế, Liên đoàn bóng đá Đức đã không chọn Moukoko cho bất kỳ trận đấu cấp độ đội trẻ quốc gia nào cho đến năm nay khi cậu ta có trận ra mắt đội tuyển U20 Đức. Còn biết thêm các nền bóng đá phát triển tại châu Âu, đặc biệt là Đức, việc tham dự các đội tuyển trẻ quốc gia không được các câu lạc bộ xem trọng. Ngược lại, việc lên tuyển như vậy còn bị xem là ảnh hưởng đến sự phát triển của những tài năng trẻ." Những lời thổi phồng không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, Steven Kuhn, huấn luyện viên của đội tuyển U21 Đức cho biết: "Bước khởi đầu luôn khó khăn và nhiều thử thách nhất. Moukoko trưởng thành cùng những ông thầy nhiều trải nghiệm trong thế giới bóng đá, bao gồm cả những người thấu hiểu nỗi đau của một tài năng lỡ làng. Một trong những ông thầy thân cận nhất của Moukoko tại Dortmund là trợ lý huấn luyện viên Otto Addo, một tiền vệ đầy triển vọng cuối thập niên 1990 và đầu năm 2000. Tuy nhiên, ông không thể phát triển đúng kỳ vọng vì chấn thương đầu gối hành hạ liên miên. Lars Krisken, người đứng đầu học viện đào tạo trẻ của Dortmund, là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của đội bóng trong thập niên 1990. Chính ông là tác giả cú lấp bóng ngoạn mục từ cự ly hơn 30m kết liễu Juventus trong trận chung kết Champions League năm 1997. Những cổ động viên bóng đá thế hệ 8X, 9X hẳn còn nhớ nhân vật này, hoặc chí ít là bàn thắng này. Nhưng sau bàn thắng để đời ấy, Ricken bước lên tầm ngôi sao, nhưng chấn thương khiến ông sụp đổ và phá hủy mọi tham vọng của ông. Chúng tôi không cần phải nhồi nhét thêm chiếc ba lô áp lực và kỳ vọng đeo lên lưng nữa, Ricken nói và tất cả đều đồng ý.
Từ trước đến nay, mặt trời luôn chiếu sáng cho Youssoufa, cậu ta chưa trải qua những ngày mưa nào. Nhưng những ngày mưa này sẽ đến, Nuri Sahin cũng là tài năng trẻ hứa hẹn một thời của Dortmund, chia sẻ với tạp chí Kicker. Sahin chính là người nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Bundesliga trước khi Moukoko sổ đổ. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau trong vài năm qua, điều đó rất tốt cho Moukoko. Đam mê của Moukoko. Moukoko sớm đương đầu với áp lực và chỉ trích. Cậu bắt đầu khoác áo đội trẻ U16 Dortmund khi mới 12 tuổi và khẳng định là tay săn bàn số 1 trước những hậu vệ lớn tuổi hơn nhiều. Mọi người bắt đầu hoài nghi về độ tuổi của thằng bé. Thậm chí Bild, một trong những tờ nhật báo lớn nhất nước Đức, cũng đặt ra câu hỏi liệu đứa trẻ 12 tuổi này có thể chơi bóng nổi trội như thế hay không. Cha cậu ta xuất trình giấy khai sinh do lãnh sự quán Đức ở Yaoundé cấp. Nhưng những nghi ngờ về tuổi thật vẫn đằng đẵng theo đuôi cậu. Thật khó để giải quyết tất cả những chuyện này, Moukoko chia sẻ vào năm 2018. Không phải lỗi của tôi khi mọi thứ diễn ra quá tuyệt hảo. Thằng bé bị thử thách rất sớm, Michael Festenbeiner, huấn luyện viên của Moukoko tại đội U16 Đức cho biết, sự quan tâm dành cho thằng bé là cực độ, tới mức sầm sòi, và màn trình diễn ấn tượng của thằng bé bị gạt sang một bên bởi những suy đoán của công chúng về tuổi tác của nó. Hồi tháng 10, Moukoko lại thống trị một trận đấu ở đội trẻ. Lần này là trận derby vùng Ruhr giữa U19 Dortmund và U19 Schalke. Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, các cổ động viên hét to: "Mày sẽ gãy hết xương, mày sẽ nằm yên trong nấm mồ", nhắm vào Moukoko. Thằng bé hành xử theo cách chuyên nghiệp nhất. "Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, đó là đam mê của tôi, đó là điều mang lại niềm vui cho tôi", tiền đạo 16 tuổi viết trên Instagram. Moukoko cũng tỏ ra mạnh mẽ khi đáp trả thẳng thừng những người đã xúc phạm mình. "Họ có thể căm ghét và vu khống cho tôi, nhưng họ không bao giờ có thể hạ gục tôi". Thực tế, không chỉ ghi bàn ở trận tiểu derby vùng Ruhr, trong 4 trận cho đội U19 mùa giải 2020-2021 này, Moukoko đã ghi tổng cộng 13 bàn, 3 cú hat-trick vào lưới Brosner Munster, Schalke và Verhin, cùng cú poker vào lưới Ross Vay Essen. Haaland cũng phải nghiêng mình trước Moukoko. Huấn luyện viên lẫn đồng đội của Moukoko đều thống nhất rằng cậu bé cực kỳ chuyên nghiệp và quyết tâm. Tiền đạo 16 tuổi gốc Cameroon nhút nhát, lễ phép, không bao giờ bị sao nhãng và ý chí vươn lên cực kỳ mạnh mẽ. Ở Dortmund, chẳng ai xa lạ chuyện Moukoko tập tạ vào lúc 7 giờ sáng 2 lần mỗi tuần, 1 giờ trước khi phòng tập gym tại sân tập chính thức mở cửa. Thằng nhóc luôn tập luyện rất chậm chỉ, Youssoufa là kiểu người tập luyện với 100% cường độ. Các đường truyền đến với cậu ấy nhanh và chính xác hơn so với các cầu thủ cùng trang lứa. Vì vậy, việc chơi bóng ở đội 1 không quá khó khăn với nó. Otto Addo, trợ lý huấn luyện viên, người theo dõi sát sao sự trưởng thành của Moukoko cho biết: "Tôi luôn thấy thằng bé rất tập trung", trong khi đó Ricken khen ngợi: "Không nhiều cầu thủ đầu tư nhiều như vậy vào các buổi tập và cả trận đấu". Vì vậy, ban lãnh đạo Dortmund tin rằng Moukoko giành được vị trí trong đội 1 không chỉ vì tài năng mà còn cả thái độ làm việc. Nên nhớ, đội chủ sân Signal Iduna Park không ký hợp đồng với bất kỳ tiền đạo nào để dự phòng cho Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Thậm chí trong kỳ chuyển nhượng mùa đông mà tiền đạo người Na Uy cập bến, Dortmund còn bán Đức Paco Alcácer, chân sút số 1 của đội, và tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn đang thi đấu ổn định trong màu áo Villarreal tại quê nhà. Điều đó không chỉ cho thấy sự tin tưởng ở Haaland, chân sút tài năng đã được khẳng định, mà còn là sự tin tưởng và kỳ vọng cực lớn đặt vào Moukoko ở tương lai gần. Bản thân Haaland cũng rất ái mộ tài năng của Moukoko, chân sút được xem là hiện tượng kỳ vĩ của bóng đá đương đại từng nói: "Moukoko xuất sắc hơn nhiều so với tôi nếu so với cùng độ tuổi. Tôi chưa bao giờ thấy một thằng nhóc 15 nào lại chơi bóng ấn tượng như vậy trong đời". Tóm lại, Dortmund hiểu rằng tương lai của đội bóng sẽ gắn chặt với cậu bé này. Sự săm soi sẽ còn lớn hơn nếu Moukoko tỏa sáng ngay tắp lự tại Bundesliga. Tuy nhiên, Moukoko đã chứng minh rằng cậu ấy có thể ứng phó với áp lực bằng cách tập trung vào thứ gò đam mê nhất, đó là đá bóng và ghi bàn.